kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay rất vui khi được chào đón quý bà con và các bạn. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký, một chia sẻ. Quý bà con và các bạn cũng đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin thị trường chính sách được cung cấp kịp thời trên kênh. Sự ủng hộ và đồng hành của quý bà con và các bạn luôn là nguồn động viên quý giá giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Giá lúa gạo không có sự ổn định mà luôn có sự dao động thay đổi giữa từng địa phương và từng thời điểm nhé bà con. Thưa quý bà con và các bạn, Long An hiện có trên 48.658 ha lúa ứng dụng công nghệ cao. Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án xây dựng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 60.000 ha giai đoạn 2021-2025. Đề án xây dựng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 60.000 ha giai đoạn 2021-2025 được triển khai tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thành Hóa, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện trên 48.658 ha lúa ứng dụng công nghệ cao, đạt 81,1% kế hoạch. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang như sau: OM 380 9.200 đến 9.500 đồng một ký, IR 50404 9.300 đến 9.600 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.300 đến 9.600 đồng một ký, OM 18 9.200 đến 9.500 đồng một ký, OM 5451 9.300 đến 9.500 đồng một ký, Nàng Hoa 9.400 đến 9.700, DS1 8.700 đến 8.900 đồng một ký, ST21 8.800 đến 9.100 đồng một ký, ST24, ST25 9.200 đến 9.500 đồng một ký, RBT 8.800 đến 9.100 đồng một ký, lúa Nhật 8.800 đến 9.100 đồng một ký, Jasmine với mức giá dao động từ 8.800 cho đến 9.000 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau: OM 5451 9.200 đến 9.500 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9.400 đến 9.700 đồng một ký, OM 18 9.100 đến 9.400 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.100 đến 9.500 đồng một ký, IR 504 9.200 đến 9.400 đồng một ký, Nếp khô Long An 9.500 cho đến 9.800 đồng một ký, Nếp tươi Long An 7.600 cho đến 7.800 đồng một ký, Nếp khô An Giang 9.600 đến 9.800 đồng một ký, gạo nguyên liệu 13.150 đến 13.250 đồng một ký, gạo thành phẩm 15.350 đến 15.450 đồng một ký, tấm 11.500 đến 11.600 đồng một ký, cám 7.500 cho đến 7.600 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau: OM 4900 9.200 đến 9.500 đồng một ký, OM 5451 9.200 đến 9.500 đồng một ký, IR 50404 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OM 18 9.200 đến 9.400 đồng một ký, Tài Nguyên 8.800 cho đến 9.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.300 cho đến 9.700 đồng một ký, Nàng Hoa 9.400 đến 9.700 đồng một ký, RBT 8.700 đến 9.100 đồng một ký, ST24 8.900 đến 9.200 đồng một ký, ST25 9.300 cho đến 9.600 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang như sau: IR 50404 9.300 đến 9.500 đồng một ký, OC10 8.800 đến 9.000 đồng một ký, OM 380 9.300 đến 9.600 đồng một ký, OM 4900 9.300 đến 9.400 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OM 5451 dao động từ 9.300 cho đến 9.500 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 8.800 đến 9.000 đồng một ký, RBT 8.800 đến 9.100 đồng một ký, lúa Nhật 8.800 đến 9.200 đồng một ký, ST24, ST25 9.200 đến 9.600 đồng một ký, Jasmine dao động từ 8.700 cho đến 9.000 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long như sau: IR 50404 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OM 18 9.300 đến 9.600 đồng một ký,
OM 5451 9200 đến 9500 đồng một ký. Japonica 8800 đến 9000 đồng một ký. OM 380 9100 đến 9400 đồng một ký. Lúa Nhật dao động từ 8900 cho đến 9100 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang như sau. IR 50404 9400 đến 9600 đồng một ký. OM 18 9200 đến 9500 đồng một ký. OM 5451 9300 đến 9600 đồng một ký. Đài Thân 8 9200 đến 9500 đồng một ký. OM 380 9300 đến 9600 đồng một ký. OM 4900 9100 đến 9400 đồng một ký. RVT 8800 đến 9100 đồng một ký. OM 576 8700 đến 8900 đồng một ký. Lúa Nhật 8800 đến 9200 đồng một ký. OM 4218 8900 đến 9200 đồng một ký. Jasmine 8700 cho đến 8900 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An như sau. OM 18 9200 đến 9500 đồng một ký. OM 5451 9300 đến 9500 đồng một ký. Đài Thơm 8 9400 đến 9600 đồng một ký. IR 50404 9100 đến 9500 đồng một ký. OM 380 9200 đến 9500 đồng một ký. Nếp tươi Long An 7400 đến 7700 đồng một ký. Jasmine 8600 đến 8900 đồng một ký. ST25 9200 đến 9500 đồng một ký. Nàng Hoa 9 9300 đến 9700 đồng một ký. OM 4900 9000 đến 9400 đồng một ký. OM 9577 8600 cho đến 8900 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau. OM 576 8700 đến 8900 đồng một ký. IR 50404 9300 đến 9500 đồng một ký. Đài Thân 8 9300 đến 9600 đồng một ký. OM 6976 8800 đến 9100 đồng một ký. OM 5451 9200 đến 9600 đồng một ký. OM 4900 9100 cho đến 9300 đồng một ký. OM 34 9100 cho đến 9200 đồng một ký. Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Hoa 9 19500 đồng một ký, gạo Nàng Nhen 26000 đồng một ký, gạo Jasmine ổn định 16000 đến 18500 đồng một ký, gạo tẻ thường 12000 đến 14000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 16000 đồng một ký, gạo thân thác dài 18000 đến 20000 đồng một ký. Gạo Hương Lài 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thường 16.000 đến 17.000 đồng một ký, gạo Sóc Thái 18.500 đồng một ký, gạo Thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo Nhật 22.000 đồng một ký. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình lắng nghe và theo dõi cùng ban biên tập chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã chia sẻ thông tin đến mọi người. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.